Hôm nay chào anh em, thì giới thiệu với anh em đây là con Buluken. Đấy, dòng 3 chế độ khoan, khoan đục và đục. Đấy, hôm nay mà bung nội thất cho anh em xem nội thất bên trong nhé. Đây là dòng không than, đây là stator và mạch kích tử. Đấy, còn đây là cò. Cái này thì nó không than, nó sử dụng nam châm đúc kiếm, rất chi là hút rất mạnh. Đấy, anh xem. Đấy, dòng khoan bê tông pin này thì cái búa của nó thì không khác gì khoan điện đâu nhá, thì nó đều là sử dụng búa hơi. Đây, để tháo cho anh em xem. Đây, tất cả những phụ kiện này đều có sẵn nhé. Nếu mà trong quá trình sử dụng mà nó hỏng hóc cái gì thì đều có phụ kiện thay thế rất rẻ. Đấy, đây là rô của nó. Dây đồng rất to và cuộn trông rất đẹp và chắc chắn. Đấy, anh em xem này. Đây là pin đó. Đấy, nói chung là cái khoan bê tông pin này thì là so với khoan điện thì nó khỏe không khác với nhau cả. Đấy, nhiều anh em có suy nghĩ bảo là khoan bê tông pin này yếu này kia, không phải đâu. Đấy, búa nó sử dụng cũng không khác gì như là cơ cấu của nó cũng không khác gì như là khoan bê tông điện này. Thậm chí là nhiều anh em sử dụng là cảm thấy là cái lực của nó là nó khỏe hơn. Thì máy là máy không than. Đấy, máy không than này thì là nó sẽ tiết kiệm được pin và nó không gây là hao mòn. Ok, đấy thì trong cái những clip trước này em đã làm là mình test con này khoan đục, đấy, và anh em xem và cảm nhận đấy, nó rất khỏe. Đấy, mà hôm nay này em làm một cái clip, có thời gian làm một clip này là mình bung nó ra, đấy, bung ra xem nội thất bên trong cho anh em xem. Cơ cấu búa của nó không khác gì khoan điện anh em nhé. Thậm chí là cái lực của nó đấy còn khỏe hơn. Ok rồi. Đấy, anh em cần gì cứ liên hệ với mình nhá. Với máy này thì mình có để số điện thoại đấy, thì là nhắn tin qua Zalo cho mình hoặc là nhắn tin trực tiếp là đặt hàng. Đấy, ok anh em nhá. Rồi hôm nào có thời gian nữa thì mình sẽ làm vài clip về một số dòng khoan nữa. Đấy, mình bung nó ra thì cho anh em xem nội thất của nó là một số dòng khoan kỹ tử. Ok, xin chào anh em.